to you. Cô ở đây có việc gì nhỉ? Em vào đây để thông báo là bọn em gần nhà em có cái nhà đấy có trang trại vịt đấy. Đến đây có việc gì ấy? Đây bố con nhà em đi thu hoạch thì gặp có cái thằng đấy nó đi ăn trộm vịt nhà hàng xóm ấy, nhà cái bà đấy có trang trại vịt, thế là nó vào ăn trộm, thế là bố con nhà em thì lấy được vịt rồi nhưng mà thằng kia nó bỏ chạy rồi. Bây giờ chúng em muốn báo với các anh là sắp xếp để xuống để xem rồi trả lại vịt cho người ta. Thế là bọn em lấy được vịt rồi còn cái thằng kia nó bỏ chạy rồi ấy. Bây giờ bố em vẫn đang trông vịt ở dưới đấy thì nhưng mà đối tượng này đã ăn cắp nhiều lần rồi ấy. Tôi bị ăn cắp rồi, tôi bị cướp giật một lần, đi chợ về là bị cướp tiền một lần rồi. Thế là giờ vào trình báo là để các anh xuống để làm việc rồi thì trả vịt cho người ta ấy. Thì nếu mà bắt được đối tượng này thì là xử lý hay thì ăn cắp nhiều lần. Bọn em lên đây báo cho các anh để các anh xuống làm việc để xem trả vịt cho người ta với bắt được bắt thằng đấy cho nó lần sau nó đỡ ăn trộm những nhà xung quanh ấy. Đối tượng hôm chị nhà em đi thu hoạch về cũng bị nó giật hết tiền đấy, xong rồi nó lấy mũ bảo hiểm mũ cối nó đập vào lưng vẫn còn thâm còn sưng ấy. Thì bây giờ mong là các cán bộ là các anh xử lý cho nó nghiêm ngặt ấy. Cái đối tượng này là hay ăn cắp và không là ảnh hưởng đến những người khác nữa.
Thank you.
định là báo công an. Công an nó xuống ấy, xong là giữa bên pháp luật rồi với gia đình ấy, thì sẽ có cái biện pháp ngày mai cái như là cai quản nó bảo quản cái kinh tế cho mình. Hôm đấy là cái mà chúng em mà thả ra thì chị cũng không thể nào biết mà cái nhà cái thằng này nó bắt vịt nhà chị được. Phải chờ bằng được chị về mà chị chúng em mà không biết là chị đi làm ở đâu. Em bảo hai cháu nhà em là nó đi báo công an. Xong rồi nó bỏ chạy, nó bỏ hết cả mũ cả dép. Chắc là nó thằng đấy nó nghiện hay sao đấy. Có mấy con vịt của gia đình nhà người ta nó cũng rình mò nó bắt. Chắc là nó nghiện, nó thấy nó cũng nhà về thôi à? À đây đây, à đấy mang quá rồi thằng chị vừa đi làm đồng về. Đây là cô nhà chủ đấy à? Ừ, thế bên chị. Thế ở nhà cô không có ai trông ở đây à cô? Không ai trông. Báo cáo với các đồng chí cán bộ công an này, nếu là không gọi thì là cháu lại bắt được vịt cho cô này thôi, cô chân thành cảm ơn các cháu nhé. Không có các cháu là cô mất số vịt này. Vâng, cháu đi qua vô tình cháu bắt được thì bọn cháu giả lại cho cô thôi ạ. Bây giờ cái bởi ra cái thằng đấy là nó có cái sự tình nghi của vợ. Nó bắt cho cô mấy con vịt để nó bắt hết. Thầy sáu con đâu hả cô? Đấy, mai. Mai quá thì đấy các cháu bắt rồi, cô thì đấy rồi các chú thì về giải quyết theo nào là bắt thì đem bọn nó đi bắt trộm nhá.
Thank you.
con đố bà không lấy luôn. Xin lỗi cô Hoa ơi, cô Hơn này, cô Hơn này. Xin lỗi cô Hơn này quá. Đây để con thử xem là được bao nhiêu cân thì mình lấy tiền. Con cân đây. Đấy, con cân đi, chị một cân. Đây được 3 cân đấy hả bà? 3 cân chưa được 3 cân. Đấy là người mang cho ấy nước ngoài đâu xem. Đấy một con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Ăn không mà mới tỉnh bơ thế. Thank you.